Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 3, tuần thứ tư mùa chay, trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu cho các linh hồn đã qua đời vì đại dịch. Gia đình xin cầu cho linh hồn Phêrô Phan Ngọc Lan, xin bình an cho mọi gia đình trong giáo xứ. Xin cho từng tĩnh tâm của cộng đoàn được mọi sự tốt đẹp. Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tôi chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em tới tuần tĩnh tâm của mùa sám hối, mùa chay 40 đêm ngày truyền thống của giáo xứ cộng đoàn của chúng ta từ trước tới bây giờ. Trước tiên trong thánh lễ này, tôi cũng xin lỗi quý ông bà và anh chị em vì chúng ta không mời được cha giảng phòng nguyên một tuần. Cha Long chỉ tới được từ ngày thứ tư cho tới ngày thứ sáu, nên vì vậy chúng ta sẽ có cha giảng phòng thường xuyên từ thứ tư tới thứ sáu. Hôm qua tôi phải là người bắt đầu trong thánh lễ trong tuần tĩnh tâm cũng như hôm nay, mà vì một người chết nên cũng thân với Đức Cha Thống cũng như trong dòng họ tôi, nên tôi không đi tham dự thánh lễ an táng ngày thứ năm được, là vì tôi phải hội họp với ban cố vấn của địa phận trong giờ đó, cũng như rất nhiều những chương trình cần phải bàn thảo. Tôi không thể đi tham dự thánh lễ an táng, nên tối hôm qua tôi phải tới để tham dự cái nghi thức phát tang trong với gia đình, nên không hiện diện được với quý ông bà và anh chị em. Tối hôm qua tôi có nhờ cha Thomas để cũng như emergency ngày tới. Tôi xin lỗi là ngài không tới được trong lúc 6 giờ. Nhiều người tới xưng tôi. Tôi xin quý ông bà và anh chị em tha thứ cho tôi những lỗi lầm mà tôi cố gắng làm mà làm không được. Thì cũng như trong mùa sám hối, trong tuần tĩnh tâm, xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho nhau để chúng ta biết những lỗi lầm để cùng sửa, cũng như những gì mà được thánh thiện, cũng như giúp nhau tới với Chúa hơn. Trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêu son. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh,
và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thời gian chúng con ăn chay cầu nguyện, xin giúp đoàn tín hữu chúng con chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng. Nhờ đó chúng con sẽ nhiệt tình đón nhận mầu nhiệm vượt qua và loan báo tin mừng cứu độ cho toàn thể địa cầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Ê-đê-ki-ên. Khi ấy thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa đền thờ, và này, có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông. Và này, nước từ phía bên phải chảy ra. Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo 500 thước rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến mắt cá chân. Người ấy đo 500 thước rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo 500 thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến ngang lưng. Người ấy còn đo 500 thước nữa. Đó là một con sông. Tôi không thể đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. Người ấy bảo tôi, ngươi có thấy không hỡi con người? Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. Khi tôi trở lại thì này, có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông. Người ấy bảo tôi, nước này chảy về miền đất phía đông xuống vùng Araba rồi đổ ra. Nước này chảy về miền đất phía đông rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển quá lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái. Lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết. Mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới, nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chính Chúa tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi. Thiên Chúa nhà Gia-cốp là thành bảo vệ ta. Chính Chúa tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi. Thiên Chúa nhà Gia-cốp là thành bảo vệ ta. Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta,
Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. Nên giàu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, ta cũng chẳng sợ gì. Trinh chúa tế càng khôn ở cùng ta luôn mãi. Thiên chúa nhà gia cóp là thành bao về ta. Một dòng sông chảy ra bao nhanh, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh đấng tối cao. Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. Ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp. Trinh Chúa tế càn khôn ở cùng ta luôn mãi. Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bao về ta. Trinh Chúa tế càn khôn ở cùng ta luôn mãi. Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bao về ta. Đến mà xem công trình của Chúa, đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu. Trinh Chúa thế càn khôn ở cùng ta luôn mãi. Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bao về ta. Tung hô tin mừng. Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau yếu, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa Ngài, khi nước khuyến lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mặt rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh và vác chõng mà đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu
vì người hay chữa bệnh ngày sa bát. Phụng âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta đã vào tuần thứ 4 của mùa chay 40 đêm ngày. Hôm nay cùng hợp thông với giáo hội, chúng ta cùng nghe qua lời của Chúa trong tin mừng của thánh lễ trong ngày hôm nay, cũng như cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco cùng nhau để chúng ta hiệp thông cũng như qua năm thánh, thánh cả Giuse. Chúng ta cũng cảm ơn thầy Phó Tế Thể đã soạn những tài liệu cũng như đã giúp cho chúng ta những ngày cũng như là tuần gọi cửu nhật cũng như chầu thánh thể trong những ngày vừa qua trước khi chúng ta cùng hiệp thông với giáo hội vào ngày 19 tháng 3 này là ngày kính thánh cả Giuse. Cũng như Đức Giáo hoàng Francisco đã viết ra một cái gọi là bài rất là quan trọng, nói về người cha nhân hậu, người cha tốt lành, là trong năm 150 năm kính thánh Giuse, cũng như năm nay là năm thánh thánh Giuse. Thì trong cái bài đó tôi cũng mong rằng quý ông bà và anh chị em cố gắng trong tuần này, ông Vương đọc viết qua cũng như một người viết tóm tắt là Đức Cha Peter của chúng ta Eaton đã viết cũng như mời gọi chúng ta để cùng cộng tác với giáo hội, mà giáo hội địa phương là Tòa Tổng Giám mục Seattle trên toàn lãnh thổ cũng như các giáo xứ, để chúng ta bước vào tuần cửu nhật. Hôm nay chúng ta cũng đang trong tuần cửu nhật của cầu nguyện qua năm thánh Giuse cũng như trước ngày mừng kính thánh Giuse. Thì trong một đoạn ngắn đó thì ngài tóm gọn tại sao mà Đức Thánh Cha Francisco lại quan tâm tới một người cha nhân lành như vậy. Trong gia đình chúng ta cũng như gia đình thánh gia có một người gia trưởng, mà một người gia trưởng có cái tình yêu bao la rộng lượng là sẽ giúp cho gia đình được hạnh phúc. Khi một người cha hoàn toàn trách nhiệm của mình yêu thương con cái, vợ con cũng như lo cho cái gia đình của mình như thế nào, thì một chút suy niệm là quý ông bà và anh chị em cũng tới với thánh cả Giuse cầu nguyện để xin ơn. Nhất là cộng đoàn của chúng ta lại nhận là tên thánh cả Giuse qua những năm tháng vừa qua, cũng như từ giáo xứ này qua giáo xứ kia, quý ông bà và anh chị em đã đọc qua cái tiểu sử của cộng đoàn thánh Giuse ở Tacoma này từ năm 1975 cho tới giây phút này. Không phải chỉ giáo xứ thánh Anna này là nơi mà chúng ta đang tới để thờ phượng, hội họp lại, hiệp dâng các thánh lễ mỗi ngày cuối tuần